Dạ, kính thưa quý bà con, cô bác và anh chị. Hôm nay nhân dịp xuân về, Hải sẽ gửi đến cho anh chị, quý vị bà con, cô bác gần xa trên mọi miền đất nước với một vật phẩm mang tên Mùa Xuân Của Mẹ. Chỉ bên mẹ ta mùa xuân.